Mọi người ơi, hình như là có một cái gì đó đang tranh cãi ẩu đả xảy ra. À không, ẩu đả, đang tranh cãi xảy ra, mọi người đang xúc vào để mà làm gì đó. Thôi chúng ta lại xem chuyện gì đang xảy ra nha. Hình như là không cho chúng ta đốt pháo nữa đó. Xem nha. Nó thổi, whistle, ta đủ mấy con mình đủ to, đủ mình đi á.
cho nó ghét tao luôn, cho nó ghét tao luôn. Kệ nó ra, cho nó ghét tao luôn. Đừng có cho nó ra, nó ra mình đi. Whistle là nó kêu là con chó, bên bên Mỹ là con chó. Trời đất ơi. Dạ, whistle là nó kêu là con chó. Còn bên Mỹ thì sao ạ? À? Mỹ là mình biết là cái ý nghĩa của nó là nó kêu mình con chó đó, bởi giờ chửi cho nó. Dạ, mình nói là ê mày làm gì làm mày không có được thổi. Thổi cái còi ra. Mày thổi còi tụi tao con chó hả? Đó là băng pháo đầu tiên đã được nổ sau khi mà mọi người đấu tranh để được đốt pháo tiếp tục.